Nguyên Phong, 12/49/08/07/2018 sau trận tứ kết với Thụy Điển, một lần nữa người ta lại phải nhắc đến nghệ thuật bóng chết của DT Anh. Với Tam Sư, các tình huống cố định đã trở thành thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Lịch thi đấu World Cup ở trận tứ kết gặp Thụy Điển, Anh có nửa đầu hiệp một cực kỳ khó khăn trước lối chơi áp sát và một hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đội bóng áo vàng xanh. Harry Kane bị đẩy ra xa khỏi khung thành trong khi những pha đột phá của Raheem Sterling hay Jesse Lingard đều như đâm đầu vào tường. Nhưng trong thế trận tấn công bế tắc đó, Anh lại có được chìa khóa để giải khai, đó chính là tình huống cố định. Phút 30, Tam Sư được hưởng quả phạt góc bên phía cánh trái. Ashley Young là người thực hiện quả phạt góc và anh tạt bóng chính xác cho Harry Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Thụy Điển, từ đó mang về bàn mở tỷ số cho Anh. Như vậy, 8 trong 11 bàn thắng đã ghi được của tuyển Anh ở World Cup 2018 xuất phát từ các tình huống cố định, phạt góc, đá phạt trực tiếp và penalty. Trong đó, có tới 4 bàn đến từ đá phạt góc. Đáng chú ý là tại 3 giải đấu lớn trước đó, EUAO và World Cup, Tam Sư được hưởng tới 72 quả phạt góc mà không ghi được bàn nào. Tuyển Anh vô cùng nguy hiểm ở các tình huống cố định, có thể nói, thầy trò Gary Southgate đã luyện ra được vũ khí cực kỳ sắc bén mang tên bóng chết. Nó không chỉ là phương tiện để giúp Anh khai thông khi thế trận gặp bế tắc, mà còn mang đến lợi ích rất nhiều về mặt tâm lý. Tình huống cố định như phạt góc hay phạt trực tiếp xuất hiện rất nhiều trong trận đấu, và với sự xuất sắc về khía cạnh này của tuyển Anh, đối thủ sẽ đối diện với sự ám ảnh. Trước mỗi tình huống như thế, tâm lý đối thủ sẽ hoang mang vì lo sợ bị thủng lưới và sẽ không phát huy được hết khả năng khi phòng ngự. Ngược lại với tuyển Anh, họ sẽ tự tin vào việc có bàn thắng. Sức mạnh của tự kỷ ám thị đó là rất lớn. Ví dụ như M.U dưới thời sơ Alex Ferguson, họ luôn tin có Fergie Time và đối thủ thì luôn sợ quỷ đỏ sẽ ghi được bàn thắng muộn. Kết cục là M.U lại luôn có được các bàn thắng muộn. Trường hợp tuyển Anh cũng tương tự, và chắc chắn, bóng chết sẽ là vũ khí lợi hại của Tam Sư trên con đường chinh phục cúp vàng.